Việt, Trung mong muốn tăng cường giao lưu nghị viện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn cơ quan lập pháp hai bên tăng cường giao lưu. Trong cuộc hội kiến tại nhà Quốc hội ngày 13 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, theo thông cáo Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan trên tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại phát triển cân bằng, bền vững, đặc biệt là nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, ủng hộ nhau đăng cai các diễn đàn, hội nghị quốc tế, thúc đẩy các cơ quan có trách nhiệm của hai nước kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng phù hợp với các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Mong muốn hai nước duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trao đổi về các biện pháp xây dựng đảng và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối hạ tầng, sẵn sàng mở cửa thị trường rộng lớn của Trung Quốc, làm tốt các hoạt động giao lưu nhân dân, quản lý tốt bất đồng. Ông Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ Nhân đại Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm 2024 để tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước, phát huy vai trò to lớn hơn nữa trong việc tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung, Việt. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã thăm cấp nhà nước Việt Nam ngày 12, 13, 12. Đây là lần thứ 3 ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.